Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay Huấn Audio làm một video để mở một chiếc BMW CSD 2000 SE để xem SE và C nó có khác nhau gì không. Mình đã mở một con video 2000 C rồi, nên hôm nay mình sẽ mở con 2000 SE. Vì SE và C là gì mình giải thích luôn cho mọi người. SE nó là phiên bản quốc tế, còn C là phiên bản nội địa Trung Quốc. Chữ C là viết tắt của chữ cái China đấy. Đó là vì sao có hàng C và hàng SE. Chất đâm hai con giống nhau. Mình quay ra xoay cho mọi người xem. Đây là con SE. Đó. Công suất móc của nó lên tới 1200W nhỉ? Nhưng thực tế thì không được rồi. Nó ghi thì vậy thôi. Và vào mã cào và mã cào vào cái mã seri của nó. Đây là cái bát của nó, đường kính 300mm. Cái tép mình tháo ra đây. Nó là từ đơn. Tép từ đơn 2W 8 ohm. Đó, đít trắng này. Đó. Theo như mình tháo ra thì mình thấy hai con nó giống nhau thôi, con C và SE chả khác nhau cái gì đâu, khác mỗi cái tên là C và SE. Mình quay cái bát đằng sau cho mọi người xem nhé, rất là nặng. Do làm một mình quay một tay nhưng con bát này nó hơi vất vả, mọi người thông cảm. Đó. BMW và China 500W 8 ohm. Từ kép, từ trên bé hơn từ dưới. Đó. Đó. Mình quay cái bát thì côn nó nhẹ cho mọi người xem. À, cái nhẹ cho mọi người xem, cái côn nó không nhìn thấy bên trong được. Đó. Đó, bây giờ mình quay bên trong. Bát nào vậy? Dòng này nó xoắn xoắn vào nhau cái dây, trong nó có cái dây chít lại. Đó, phân tần này. Đó. Phân tần con này còn cảm thấy đơn giản hơn con 850. Thùng trước nó chắc chắn, nó gầy gỗ dày tầm 3 phân. Nó tép một bên và chung một bên. Mình thì mở video ra để cho mọi người xem nó khác nhau hay không. Đây mình sẽ quay luôn cái vỏ của con tháo ra cho mọi người xem. Là đúng con SE hay là con C. Không, mọi người ở ngoài An Giang dùng con C thì mở con SE. Đó. Cái tem này thì mọi người biết thừa là xịn rồi, nó dày này. Đấy, cái kia cái bưởi quay kia là chữ R với chữ L đấy, tem cao đấy. Đó. Rất là chắc chắn, con này đánh những cái không gian lớn. Mình mở những cái bài nhạc sống đánh trầm, đánh đẩy, dội như dội bom luôn. Đó. Những cái con mà có tem cào thì nó có tem 7 màu ở đây. Còn nó có tem xanh. Đi bàn tay ở cái đít cái cực đấu ấy, thì nó bỏ tem cào, bỏ tem này. Nên mọi người lưu ý nhé. Là như thế. Nên có thắc mắc tem tiếp thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp mình sẽ tư vấn về tem mát. Nó đấu bắt 4 ốc này rất là chắc chắn. Để trong hợp ai có treo 4 ốc này thì yên tâm. Nó không rơi được cái loa này xuống. Vì trong trường hợp phòng hát chuyên nghiệp người ta toàn treo chứ làm gì bắt giá được. Mình xin phép được dừng cái video này ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio.